Anh ơi, em đang muốn tăng cân tha thiết. Mong anh nói về sản phẩm tăng cân Hebonbi ạ. Mình sẽ không review nó, nhưng mà mình sẽ cho bạn xem một cái clip mà mình mới xem được ngày hôm qua. Nó phải nói được vui, mình cười sáng đêm luôn các bạn. Mời cho bạn coi. Phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu hệ thống phân phối sản phẩm viên uống giảm cân Slim Bear qua nhiều kênh kinh doanh khác nhau. Một số đại lý tư vấn về khả năng giúp giảm cân thần kỳ của sản phẩm viên uống giảm cân Slim Bear như uống 2 hộp sẽ giảm 8 kg, có đại lý còn khẳng định giảm được 10 kg. Sản phẩm viên uống giảm cân Slim Bear được bán bởi hệ thống kinh doanh online dày đặc, gồm nhiều giám đốc kinh doanh, giám đốc đào tạo, đại lý, chi nhánh, giao bán chủ yếu trên mạng xã hội. Mỗi người bán với số lượng hàng trăm hộp mỗi ngày, liên tục kêu gọi tuyển sỉ cùng tham gia bán kiếm tiền. Khẳng định chất lượng thần thánh của viên giảm cân, không tác dụng phụ, giảm cân Slim Bear số 2 không tìm ai là số 1. Theo lời giới thiệu thì sản phẩm viên uống giảm cân Slim Bear chính là phiên bản nâng cấp từ sản phẩm Slim Bear mẫu cũ và sản phẩm giảm cân Cường Anh. Nhưng đáng nói, đây lại là các sản phẩm đã từng bị cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng điểm mặt, chỉ tên về việc lưu hành bất hợp pháp trên thị trường. Chị NT mua sản phẩm viên uống giảm cân Slim Bear về sử dụng. Sau một thời gian ngắn, chị T bắt đầu thấy có các dấu hiệu như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Nghi ngờ về sản phẩm, chị T quyết định mang sản phẩm đi kiểm định tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tại đây, kết quả cho thấy trong sản phẩm có sibutramine, hóa chất Bộ Y tế cảnh báo không nên sử dụng. Đề nghị Cục An toàn Thực phẩm, Tổng cục Quản lý Thị trường cần sớm có biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin về sản phẩm viên uống giảm cân Slim Bear nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Theo các bạn nha, một cái sản phẩm mà một cái thương hiệu mà cái dòng giảm cân của nó chứa sibutramine là một cái chất cấm mà phải gọi là cấm tuyệt đối luôn các bạn, không được du nhập vào nước mình sử dụng luôn đó. Nó có cấm còn dã man hơn cái corti nữa đó. Thì theo các bạn thì cái tăng cân của cái hãng này nó sẽ chứa cái gì? Đố các bạn biết đấy, ngạc nhiên chưa? Minh Triết đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.